hộp bút chì màu của con đâu ông? Hộp bút chì màu? Ủa mẹ nhớ hôm qua con khoe với ông nội rồi con để đâu? Ủa sao đồ của con mẹ cũng biết nữa? Trời ơi, dạ thưa công chúa, mẹ đâu có nhớ những cái chuyện đó. Mẹ nhiều việc lắm, làm sao mà con hỏi mẹ được? Mẹ kỳ quá à. Cháu yêu cháu quý của bà nè, con á mà mặt nặng mày nhẹ, con nói chuyện với mẹ con như vậy là không có ngoan đâu nha. Ủa sao nội hết thương con rồi hả? Sao lại hết thương con? Nội lúc nào cũng thương con, nhưng mà nói chuyện với mẹ con vậy là sai, không được. Không vậy đâu. Nội hết thương con rồi. Nội hết thương con rồi. Con có biết tại sao con Ngọc nó như vậy không? Dạ là tại con, là tại con, là tại con. Lẽ ra tôi không muốn nói, không bao giờ tôi muốn nói, tôi không bao giờ tôi muốn mở miệng ra. Bởi vì sao? Mỗi lần tôi nói đó ha, má sao má binh con Ngọc như vậy, rồi sao con dạy nó? Con à, con phải hiểu được rằng là trong cái gia đình của mình nè, là cái gia đình là tam đại đồng đường, có tôn thi trật tự. Trên đời này có cái chuyện gì mà người dưới mà gọi cái người trên dạ? Xí, dạ cho con xí chỗ này má. Con có ý kiến chỗ này chút xíu được má? Nói dạ là tại vì con bé Ngọc, con biết là má nói bé Ngọc á là mỗi lần gọi con á là con dạ, là tại vì á con muốn cho bé Ngọc nhìn thấy con là một cái gương phản chiếu. Con như vậy hãy mà con gọi thì mình dạ, để cho nó quen với điều đó và nó đi ra đường dạ, nó gặp ai nó cũng dạ thưa má. Con bé Ngọc mà nó hư như ngày hôm nay là do cách xưng hô của con. Của con. Dạ thưa má, con đi làm mới về. À, con dâu, con dâu dễ thương của má. Ngọc, thưa bà nội đi học mới về. Thưa bà nội, con học mới về. Ừ đó, cháu ngoan lễ phép của bà cái thương quá à. Sao bà nội lại nói ừ? Hồi nãy bà nội nói chuyện với mẹ con, bà nội cũng nói ừ. Nói ừ vậy là không có được, bà nội phải nói dạ thưa thì mới được bông hoa hồng lễ phép. Ủa tôi, bà nội nó mà phải dạ thưa với lại con dâu, mà phải dạ thưa với cháu nội mới có được bông hoa hường là sao? Dạ tại vì á mẹ dạy con á là phải dạ thưa mới ngoan, bà nội mà không dạ thưa là bà nội không có hoa hồng lễ phép đâu. Vậy là bà nội không có ngoan rồi. Thấy chưa? Dạ. Con đã thấy chưa? Má đã nói rồi, tại sao con phải dạ thưa với con của con? Mình là người trên mà tại sao phải dạ với lại con mình chứ với cái người dưới? Ngốc, con không có được nói chuyện với bà nội như vậy. Tại vì bà nội là cái người trên cao tút nữa. Con đừng nói chuyện như vậy nha ông con. Ừ. Như vậy là không có lễ phép. Ừ. Con đâu có thấy khác cái gì đâu. Con chỉ biết á là bà nội không dạ thưa với mẹ là bà nội không có được bông hoa hồng lễ phép đâu. Có ngoan. Thôi được rồi, bây giờ thì dạ thưa con dâu của má, dạ thưa cháu nội của bà. Bà xin phép bà đi lên phòng của bà đây. Đúng rồi, bà nội ngoan và dễ thương nữa, bà nội sẽ được bông hoa